taxi hotline 090-217-8088 Gamodaland, nhà sáng tạo đăng ký xanh của Trung Quốc. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng. Đường này đường nào? Nấu cơm nào? Không, không có đường nhé. Mấy hôm nay tôi bị đau ngực đâu. Đồ tăng mẹ đuổi. Tay phải chóng mắt mẹ vào. Lại còn tê bại cả cánh tay và các đầu ngón tay nữa chứ. Đấy. Đi đi xuống. Lùi lại á. Viêm lùi lại, bắt lùi lại, ông đưa lùi lại. Bỏ đóng cửa vào nhà chú ơi. Đóng cửa vào. Mẹ à mẹ, mày đi đâu? Không phải xuống cái đó. Tao đố. Đây là cháu quay rồi. Sao đây? Đó là xe chưa lòi, người ta phải lùi lại. Đây, nó sẽ có xe đây. Đó là đá. À, chắc thế. Bắt đầu đứng đây. Đứng đây, đứng đây, đứng đây, bắt người ta lùi lại. Đây mọi người xem này. Mọi người xem này. Đây đi chặn đầu xe buýt rồi bảo xe buýt phải lùi lại để nó đi này. Tôi đang tiếp tục với tình hình giao thông. Đường Yên Xá lúc này giao thông đông và chúng ta lưu thông khó theo cả hai chiều. Và nếu các bạn đang có lộ trình đi qua cầu Thanh Trì trước mà các bạn nghe thấy điểm cổng ra thì bây giờ thông tin từ chức năng cũng sẽ khiến các bạn yên tâm hơn. Đội 14 đã cho biết là chiếc xe khách gặp sự cố trên cầu Thanh Trì đã được di rời đi rồi. Giao thông mà tuy đông nhưng chúng ta di chuyển được hướng đi quốc lộ 5. Người nhà xem người nhà của ai để ra nhận đi lại. Nhắc lại là có một xe bồn di chuyển vào làn hỗn hợp, giao thông ùn với quốc lộ 5. Chúng ta đều biết là ở làn hỗn hợp của Thanh Trì thì bên cạnh những phương tiện xe gắn máy thì chỉ xe con được phép di chuyển thôi, nhưng cái tình trạng là xe cổ lớn, xe tải, xe khách, thậm chí xe công và bây giờ là xe bồn di chuyển vào thường xuyên diễn ra. Và thực tế bây giờ chiếc xe này đang lên cùng với xe 591 30Z 5913 đang chạy trên cầu Trương Dương. Cái anh sẽ đi xe máy, anh chặn đầu thôi, bắt tôi lùi. Đây đang đứng ở dưới cầu đấy, cầu Trương Dương. Anh này trông như là tôi lái xe buýt mà. Giữa cầu, đứng giữa cầu, đã chạy không làm tôi, đang chặn đầu bắt tôi cầu đã. Đang đường sang đây rồi bây giờ nó bỏ đi đây, ra đây. Vâng, đây tôi đang ở đây, tôi là. Tôi